2023 được coi là một năm thực sự khó khăn còn nhiều hơn cả dự đoán. Song Hưng Yên đã có những sự nỗ lực vượt bậc để tạo ra những kết quả vô cùng ấn tượng. Quy mô kinh tế của chúng ta là theo ước tính của Cục Thống kê là 143.000 tỷ. Nếu con số để so với năm 2020 là 100.000 tỷ thì báo cáo các đồng chí sau 3 năm là GDP của tỉnh Hưng Yên của chúng ta tăng 43.000 tỷ, tương đương với 43%. Đây tỷ lệ cực lớn luôn, hơn Đà Nẵng gần 10.000 tỷ. Sở dĩ mà đạt được kết quả này thì có thể nói rằng đây là một sự phấn đấu, sự khát vọng phát triển của toàn bộ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên. Dưới góc nhìn của các chuyên gia kinh tế thì Hưng Yên năm qua có gì ấn tượng? Con số có thể nói là hết sức ấn tượng của Hưng Yên. Chúng ta gần như là tăng gấp đôi so với tốc độ tăng trưởng chung của cả nước, đưa Hưng Yên trở thành một trong những cái tỉnh mà dẫn đầu ở khu vực Đồng bằng sông Hồng cũng như là của cả nước về cái tăng trưởng GDP trên địa bàn. Và thêm nhiều gợi mở của chuyên gia kinh tế để Hưng Yên tham khảo, lựa chọn cho chặng đường tiếp theo. Hiện nay tôi thấy Hưng Yên đang có thế mạnh, đó chính là dịch vụ liên quan đến giải trí. Mà với cái sự đầu tư của một số nhà đầu tư trong nước trong thời gian vừa qua sẽ giúp cho Hưng Yên có những cải thiện nhất định về lĩnh vực dịch vụ bên cạnh những thành tích chúng ta đã đạt được về công nghiệp hay lĩnh vực nông nghiệp. Tất cả sẽ có trong chương trình tọa đàm đặc biệt chào năm mới 2024 với nhan đề Hưng Yên bứt tốc, phát sóng vào lúc 20h 10 thứ Bảy ngày 30 tháng 12 trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình cũng sẽ được đăng tải trên trang web hungyentv.vn, fanpage Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên và kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.